Đây là lực lượng đặc nhiệm chống bắn tỉa trong đội bảo vệ Tổng thống Mỹ. Hãy để ý chiếc túi ở cạnh họ, trong đó là những khẩu súng hiện đại có khả năng bắn tầm xa chính xác cao. Lực lượng đặc nhiệm chống tấn công lập tức triển khai ngay sau khi Tổng thống Mỹ bước xuống xe. Hãy nhìn kỹ hành động của mật vụ này. Hai tay của anh luôn nắm chặt mép áo và di chuyển theo các hướng khác nhau. Các mật vụ bảo vệ quanh chiếc xe chở Tổng thống Mỹ luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, song họ rất thân thiện